chào các bạn các chị. Hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda PS đỏ tuyệt đẹp đời 2009 luôn. Xe 150 FI phun xăng điện tử, xe cực kỳ đẹp, cực kỳ anh dũng luôn. À, mà cái màu PS mà có cái màu xanh thiên thanh này nó rất là nhã mà nó rất là đẹp, rất là nhung luôn nha các bạn. Màu này đẹp, PS màu này nhìn nó rất là sang, màu xanh thiên thanh đẹp từ trên dưới luôn. Liền lạc sạch sẽ. PS còn từ đồ sáng cho đến đồ màu gì đều rất là đẹp hết. Máy móc là chưa rớt luôn, bao đầu chưa rớt luôn. PS là thường ít có xe chưa rớt mà xe này chưa rớt luôn, rất là đẹp. Biển số được là 54V1-0968. Xe này mình về là mình bấm ra biển số 5 số luôn, đẹp luôn. Đó. Máy móc thì ngon lành. Xe này thì máy nó rất là chuẩn nha các bạn, đi rất là ngon. Máy rất là ấm, rất là êm. Điện đèn kèn còi đầy đủ. Và với chiếc xe Honda PS đời cuối này, càng lên 9 này 150 FI trong điện tử này thì mình mong muốn bán với giá là 47 triệu 500 nha các bạn. Xe chính chủ, một đời chủ bao phí giấy sinh, bao thử, bao vét, bao kiểm tra, bao vận chuyển về đến tận nhà là miễn phí luôn nha các bạn. Rồi, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.